lôi diện sách giáo khoa giáo dục thể chất đầu tiên trong chương trình mới. Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 49 bản thảo ở 9 môn học, được đề nghị thẩm định, riêng môn giáo dục thể chất có 4 bản thảo. Sau 2 vòng thẩm định, cuốn sách Giáo dục thể chất 1 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm là cuốn sách duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và công bố. Sách Giáo dục thể chất 1 được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sách được thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1 gồm 4 chủ đề: đội hình đội ngũ, tư thế, kỹ năng vận động cơ bản, bài tập thể dục, thể thao tự chọn. Sách thiết kế đa dạng các hình thức tập luyện, phong phú các trò chơi vận động giúp học sinh hình thành các kỹ năng vận động cơ bản, thói quen luyện tập thể dục, thể thao, tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp với nhau trong các bài thực hành, các hoạt động thi đấu dân dã có tính đồng đội. Từ đó, học sinh được hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác. Bên cạnh đó, nội dung các bài học trong sách luôn giúp các em biết cách chăm sóc sức khỏe, vệ sinh thân thể, hình thành và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người là cơ sở để phát triển thể lực và tầm vóc cho mỗi học sinh. Dưới đây là một số hình ảnh cuốn sách giáo khoa giáo dục thể chất 1 của nhà xuất bản Sư phạm. Đỗ Hòa.